Rồi, alo chào cả nhà nhé. Hôm nay thì cái chương trình mình hôm nay thì bắt đầu tới giai đoạn là lót nền hết cả nhà. Thì cái nền mình đã chia sẻ cái clip bữa trước thì mình đã cán nền rồi cả nhà. Thì cái nền cái đó. Thì hôm nay thì anh mình bắt đầu tiến hành tới lắc nền nhé. Đây thì mình lắc nền cũng bằng hồ dầu lỏng cả nhà. Lỏng về cũng chưa đủ đâu, mình phải tưới nước trước một cái nha. Trước khi muốn thi công hồ dầu lỏng này mình phải tưới nước cái nữa. Mặc dù là cái nền hồ lỏng mình đã cán bữa trước nhưng mà hôm nay mình phải tưới nước một cái chỗ nào mình mới bắt đầu mình kéo hồ dầu nha, chỗ này nó thật là ướt thì mình lót nó sẽ mới bảo đảm chất lượng của cái nền hay cái nhà. Chứ nếu mà mình ham lót mà nó khô quá nó dễ làm thì cái hồ dầu nó khô hóc quá thì gạch dễ bị bọt lắm cái nhà. Cái hồ nó phải lỏng như thế này, lỏng tới cỡ mức đó luôn đó. Sợ mình kéo nó lỏng lét ra gì đó, nhưng mà vậy mình lót nó mới bảo đảm này cả nhà. Mặc dù là nó hơi khó thi công nha, hồ lỏng này rất khó thi công. Gạch thì gạch 60 vuông, gạch đá luôn ha, không rút nước đâu cả nhà. Cái này gạch đá nha, để xuống rồi viên gạch nó cà chao 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 vậy, nó không rút nước. Nhưng mà mình làm gì nó mới bảo đảm này cả nhà. Thì hôm nay thì anh em thợ mình thì bắt đầu tiến hành lót, thì mình sẽ chia sẻ cái buổi lót nền của anh em thợ mình nó như thế nào ấy nha, từ công đoạn nào cho tới công đoạn nào ha. Ban đầu thì khe nền này nọ căng góc vuông rồi xong bắt đầu mới tưới nước, rồi bây giờ bắt đầu mới tiến hành mình lót nha cả nhà. Lót xong thì mình cũng không quên là để những cái khe vô ngay mấy cái đường gon này đó, mình đang để đó cho những cái kẽ đường gon nó sẽ đồng đều với nhau hết ha. Thì hôm nay em chia sẻ vậy thôi. Thì nếu mà ở nhà mình nếu mà xem video nếu mà thấy hay giúp ích nhớ tặng anh em mình một like, một đăng ký kênh ha cả nhà. Và nếu cả nhà mình có ai có nhu cầu xây dựng sửa chữa nhà ở, nhà tự chế đóng là phong, đi điện, nước, sơn, bê các kiểu thì có gì liên hệ anh em đỡ thợ mình ha. Thì anh em đỡ thợ mình làm thì khu vực là Cà Mau, Dọc Liêu ha cả nhà. Số điện thoại liên hệ thì anh em mình để dưới phần mô tả của kênh ha. Thì để mình sẽ chia sẻ hôm nay là cái clip lót nền, khi nào tới cái nhà này hoàn chỉnh hết thì mình sẽ quay một clip nữa để gửi đến cả nhà mình ha, xem thử ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh này nó tới hoàn chỉnh nó sẽ như thế nào hết cả nhà. Ngôi nhà này là của hai vợ chồng mới vừa ra riêng ha, người ta cũng tích lũy được cũng ít vốn à, nhưng mà làm được cái nhà nhỏ nhỏ nhưng mà rất là kín đáo rồi cả nhà. Rồi thì mời cả nhà mình cùng theo dõi thử xem anh em thợ mình hôm nay sẽ lót cái nền nó sẽ như thế nào hết cả nhà. Chính lái không có tốt đâu, chính chín rưỡi tiền hao chưa, chín đúng rồi, đã lên rồi, đã lên rồi cũng phải kêu tí được cái à, có nguyên hàng ba chín được hai cục cũng hàng ba chín tiêu hết không, chín tiêu bạn thân có huấn ha, mệt quá mà gần quá lâu mà gặp mo tại gặp mo luôn thường ta gì đó. Trên đời giờ không có tin tưởng gì nữa. Cái pha mà thấy gì mà để lên uống này mày thấy nước không đi đâu.
cái gì này cái gì trời. Cái ngẹp đó. Nhà trọ mới để tan à. Không bự vậy. Đó thôi. Nó lạnh lặng. Cà phê bà gì ăn muộn cái gì thầy giáo nghĩa đó.